Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay bên em mới được về một chiếc xe bản số. Con xe này là đang đeo bản số 93 ở tỉnh Bình Phước. Trước khi em review chiếc xe này thì em cũng gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc. Chúc cho đại gia đình yêu của mình có một ngày thật là vui vẻ, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc ở bên gia đình của mình. Vâng, hôm nay thì chiếc xe màn hình thì em mới vừa về một con xe em nó mang là màu xám. Tên em nó là Kia Spectra, sản xuất đời 2004, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, kính bấm, dung tích xi lanh của em nó là 1.6, phun xăng điện tử, đồng sơn xi, nội thất khá là sạch sẽ anh chị ha. Xe này thì bên em sang tên và ủy quyền các kiểu con đại điểu cho anh chị đều được. Xe thì cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần. Hiện tại thì hiệu lực đăng kiểm của em nó đã hết hồi tháng 11. Quý anh chị nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ cho một kỳ đăng kiểm mới. Em bán cho anh chị và cô chú với một mức giá thành là 90 triệu đồng. 90 triệu đồng thôi anh chị sở hữu ngay một chiếc xe này. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chút xíu về nước sơn của em nó. Nước sơn của em nó thì mang một lớp sơn màu bạc. Nói chung nước sơn này thì khá là đẹp nha anh chị nha. Em chị thấy không? Nước sơn thì không thể gì mà chê được cho chiếc xe màu bạc này. Nước sơn rất ok đó. Xe này quý anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi hả. Đấy, form dáng thì nhìn cũng rất là xinh xắn, rất là xịn sò. 90 triệu đồng thôi thì anh mình sẽ sở hữu ngay một con xe này, tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng, đưa đón con cái khá là ok ha anh chị ha. Đặc biệt là đi tán gái bao luôn, form rất đẹp. Đăng số là 93A08316 nha anh chị nha. Đó, đèn bóng rất sáng, những đường vân kẻ hở và những cái liên lạc của em nó rất là còn nguyên bản nha anh chị nha. Anh chị thấy không, rất liền ha. Đây, cản kiến nè, cản trước cản sau anh chị thấy không, rất liền. Đây, đèn bọng mà em nó liên lạc như vậy này, anh chị thấy không. 90 triệu đồng mà anh chị sở hữu ngay. Đây, form là đường trước ra đằng sau anh chị thấy không, rất là ok ha. Đây là tắp bi cửa đằng sau bên tài. Trước sự màn hình quý anh chị thấy 4 cái tắp bi cửa con xe này khá là đẹp anh chị thấy không. Vâng, em nó nổi nè. Tao nói con xe này nội thất thì không thể gì bằng cãi được anh chị. Nhìn cái tắp bi thôi là anh chị hình dung lại cái nội thất và 4 cái tắp bi cửa còn lại ha. Đó, anh chị thấy không, keo chỉ nè, còn hết. Và đặc biệt nữa em nó sở hữu một dàn nội thất rất là xịn sò. Ghế này anh chị quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đây, đẹp len keng, đẹp lộng lẫy luôn, đẹp len xe ben luôn. Ghế nỉ này rất thơm tho và sạch sẽ nha anh chị nha. Đây, vậy thấy không, không có bị rách rưới ở đâu hết anh chị ha. Đẹp không? Dàn ghế rất là đẹp vậy thôi. Treo cột trụ A trụ B vẫn nguyên bản theo nhà sản xuất. Máng mưa này như thế nào, nhìn cái máng mưa nó rất là liền lạc. Đây, nóc nó luôn còn không vậy ha. À, ron rin hết, cửa nè đóng rất là khít ha, còn không anh chị nha. Và đây là đặc biệt là cánh cửa tài anh chị, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất. Đây, keo chỉ nè, len keng luôn. Chờ tao nói 4 cái tấm bi cửa mà cánh cửa tài như vậy thì anh chị thấy em nó như thế nào, quá đẹp. 4 tắp bi này nè, nhìn thấy không, chỗ này nó hơi chật tí xíu nào mình mở ra nó vướng cái tấm kính nha anh chị nha. Đấy, nhìn thấy không, quá đẹp luôn. Vân biết nổi rất ok. Đây là cánh cửa tài anh chị nha, cánh cửa này là cánh cửa sử dụng được rất là nhiều. Vân nổi nè, hợp tỳ chân đi lên đi xuống ở bên tài nè anh chị thấy không. Vân viết vẫn còn khá là nhiều. Thì những dấu hiệu đó là chiếc xe của mình rất là ít chạy anh chị ha. Đây, Kia. Đây là kèo cột trụ A, ron rin hết luôn anh chị, đinh tán đinh tiết đồ còn hết nè, vậy thôi, rất liên lạc. Kèo cột trụ chiếc đồ ngon lành, không dấu hiệu bị sửa lại. Hai băng ghế đằng trước của em nó thì hai băng ghế nỉ đây vẫn sạch sẽ, không có rách rưới ở đâu hết. Bước vào hệ thống ở bên trong chiếc xe này thì vô lăng thì làm kiểu 4 chấu, logo của Kia anh chị thấy không, vô lăng rất là bóng, rất là đẹp, ok chưa. Xe thì số sàn 5 cấp. Những cái đường học về đây thì cũng đã được gọi là giả gỗ anh chị ha. Đấy, máy lạnh có, ok, rất là sâu. Xe có trang bị một dàn nhạc giải trí, mặt bàn thờ đây anh chị, ok chưa anh chị. Đây, có chỗ mặt bàn thờ này thì em nó hơi xấu tí xíu anh chị ha, nó hơi xấu tí xíu. Cái này nữa kiếm gì dán lên đi. Đây, giờ thấy nè, tắp bi tắp lô ok chưa. Đấy, tắp bi nè, sàn bọng nè, không thể gì chê được ha. Chừng bọng vẫn là chừng nỉ luôn anh chị, thấy không, rất đẹp này ha. Nó nói keo cột nè, trời ơi nó đẹp không anh chị? Vân biết nó nổi nè, nhìn rất là sướng, cái tay rờ rất là đã. 90 triệu đồng thôi quý anh chị lấy về sở hữu rất là ngon lành ha. Đấy, máy xăng nổ rất là êm. Tay lái thì trợ lực rồi, bao nhẹ, bao siêu nhẹ luôn, quá nhẹ trong một cuộc tình luôn. Đấy, đèn rồi anh chị không, gặt mưa gặt nắng. À, nó bị vướng cái tờ giấy để mình đăng bán hàng anh chị đó. Xi nhan các kiểu con đầy điểu vậy ha, không thiếu một cái nào hết. Đây là công tắc bật ưu tiên đó. Máy lạnh thì phà phà rồi, anh chị cứ an tâm ha. Máy lạnh là bao anh chị. Kính chỉnh điện đây, rất là nhẹ nhàng. 4 kính đã được dán phanh cách nhiệt rồi nha anh chị nha. Gương hậu chỉnh bằng điện luôn nha anh chị nha. Đây, gương hậu chỉnh bằng điện luôn. Đây vẫn hoạt động rất là ok ha. Đây, hai bên là gương hậu chỉnh điện rất là ok. Kính kiết đồ bấm rất là ngon lành cành đào nha anh chị nha. Đây 4 kính nè, vậy không? Hoạt động như là ok, rất là trơn tru. Trần bọng sạch sẽ. Đèn bọng đồ còn luôn. Đây. Đèn trần đằng sau còn hết luôn nha anh chị nha, không thiếu một cái chức năng nào hết. Cái xe này người chủ trước người ta đi, người ta rất là dữ nha anh chị. Cái mặt đồng hồ rất sáng anh chị thấy không? Rồi bây giờ mời tất cả cô chú và anh chị cùng theo em kiểm tra về hệ thống khoang máy của em nó như thế nào ha. Trước khi về cái khoang máy thì em cho luôn cái dàn gầm bên này đi nha, mất công mình quay ngược lại. Đây là hệ thống dàn gầm ở bên tài. Ta nói cái gầm này thì không thể gì mà chê được nha anh chị nha, gầm bệ rất đẹp. Đây vậy thôi, đẹp lộng lẫy luôn. Gầm bệ con xe này là không có gì mà bàn cãi, quá đẹp cho một cuộc tình luôn anh chị thấy không? Tôn tiếc nè, con lành chưa anh chị? Đây sexy của em đó nè, quá đẹp. Đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp len keng, đẹp len xà beng luôn. Đấy. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về hệ thống khoang máy của em nó. Đèn bọc rất sáng anh chị ha. Đó, ưu tiên đang bật rất là ngon lành cành đào. Máy thì nổ rất là thì thầm. Khoang máy rất khô ráo và sạch sẽ. Được không? Máy là hơi hám là bao luôn nha anh chị nha. Đấy. Bao hơi hám luôn ha. Đây, như thế nào? Không có đỡ hơi đỡ hém như thế nha anh chị. Đó, đổ hơi là nó sẽ phịt cái khói trắng lên nha anh chị. Còn có nhiều cái xe thì nhớt nó bơm mạnh đó là nó sẽ phun nó luôn, nhưng nó không có khói là được nè. Camera em đưa vô mà nó không có chính camera là ok chưa anh chị? Máy móc thì chứng tỏ là hơi hám của em nó rất là kín, là ngon lành ngành đào. Máy nổ rất thì thầm, rất êm, khô ráo và sạch sẽ. Đây, những nút đinh tán trong cụm chiếc đều còn hết anh chị thấy không? Thì những dấu hiệu là nói xe mình không bị cứng đụng như xương anh chị ha. Đây là thanh dằn của em nó rất là đẹp, liên lạc, gì không? Đó, máy móc nè, bồ, hệ thống chú bò nè, còn hết nha anh chị nha. Ta nói nó zin, đây, nó zin gì đâu mà nó zin luôn hai bên nè. Đó, mua xe là hai cái trụ này rất là quan trọng nha anh chị. Còn hết đinh tán nè, không? Đó, vân biết còn hết keo chỉ nè, không mất một tí nào hết. Ok chưa anh chị? Đó. Tùng chỉ không mất cái nào hết, nắp logo còn đẹp hết. Hạ gì mang cái nắp logo xuống đấy. Đó, quý anh chị thấy. Với một số tiền chỉ có 90 triệu đồng mà thôi, anh chị sở hữu ngay một chiếc xe Kia Spectra sản xuất đời 2004. Đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái, trợ lực, kính bấm, đồng sơn si, nội thất khá là sạch sẽ anh chị ha. Đó, và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra một chút xíu về hệ thống khoang gầm ở bên tài, ở bên phụ của em nó. Lại một lần nữa chúc mừng cho một khách hàng nào đã may mắn xem tới khúc video này và nhanh tay nạp một cái card Viettel trị giá là 50k. Anh chị theo cái mã số bên dưới để nạp một cái card vào tài khoản của mình nhé. Cô chú anh chị nào đã nạp được thì xin một lòng bình luận để lại comment ở bên dưới giúp em nhé. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ thật là hạnh phúc ha. Con xe này thì vỏ bánh của em nó thì còn coi như là chung chung là cũng được 60-70%. Ga lăng đúc rất là xịn sò, rất đẹp. Mặt logo của Kia vẫn còn luôn anh chị ha. Đây, ok chưa anh chị? Thắng đĩa vân viết nè, lượng sống của em nó là đằng trước ra đằng sau anh chị thấy không? Thì dấu hiệu này cái form của mình nó rất là liền lạc. Đấy, đèn rất sáng, ok chưa? Và đây bây giờ đây là hệ thống dàn gầm ở bên phụ. Gầm bệ thì không thể gì bằng cãi được nha anh chị nha, len keng luôn. Đây, quay cho anh chị thấy này. Đây là dàn gầm bên phụ, rất đẹp anh chị. Ok cho anh chị, sexy, lén scan luôn. Đấy, không mục mọt nha cô chú và anh chị. Đó, quá đẹp cho một cuộc tình. Đẹp lộng lẫy, đẹp len keng. Người ta nói đẹp len scan là đẹp ở đây. Đó, với một số tiền chỉ 90 triệu đồng thôi thì anh chị sở hữu ngay chiếc xe Kia Spectra sản xuất đời 2006 này. Nội thất ghế nỉ, tay lái trợ lực, đèn còi xi nhan đầy đủ, tắp bi tắp lô sạch sẽ, sang tên ủy quyền các kiểu, con đại điểu cho anh chị. Xe thì 6 tháng đăng kiểm một lần. Dung tích xi lanh của em nó là 1.6, thì ăn uống xăng thì nằm cỡ khoảng cỡ 7 lít trên 100 cây số. Con này xài hệ thống phun xăng điện tử. Cô chú anh chị nào muốn sở hữu chiếc Kia Spectra này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh và hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Và anh chị nào ở khu vực miền Bắc thì xin vui lòng nhận xe tại bến xe Mỹ Đình hoặc là Đông Anh, Hà Nội. Còn anh chị khu vực nào ở từ miền Trung đổ về tới miền Tây thì bên em sắp xếp tài xế, bên em sẽ bàn giao chạy tận nhà cho cô chú và anh chị. Mọi chi phí trên tiền tài trên cung đường thì tùy theo xa gần. Bên em chỉ miễn phí trong vòng 100 cây số gần bãi gần nhất của em, từ chi nhánh 1, chi nhánh 2, chi nhánh 3 gần nhất tùy theo xe đậu ở bãi nào. Anh chị nào thích sở hữu thì cái xin vào lòng alo cho em để anh em mình trao đổi và việc vận chuyển nhé. Một chiếc vận chuyển từ đây ra ngoài Hà Nội thì em nó nằm khoảng cỡ 5 tới 6 triệu tùy theo khu vực. Còn anh chị vòng đây thì từ 2 tới 3 triệu. Thì có nhiều anh chị hỏi chứ tại sao tài xế chạy lấy một lần 2-3 triệu tiền tài. Thì anh chị cứ nghĩ đi, từ Lâm Đồng chạy xuống mà tới Nha Trang hay là đi về Sài Gòn mấy trăm cây số, 200 tới 300-400 cây số. Tiền xăng tiền cồ anh em đổ vô. Rồi cái quốc lộ 20 thì anh chị biết rồi, công an rất là nhiều. Chạy mà không có kinh nghiệm là phạt một cái tốc độ thôi là 3 triệu 7 triệu đồng. Anh chị không quen con đường không xá, cầm được 3 triệu của anh chị á, anh em tài xế rất là khổ, không có sung sướng gì đâu. Đó, còn anh chị nào mà cảm thấy chạy được thì cứ lên mời chạy về, không sao cả. Còn một cái số tiền mà 2 triệu 3 triệu dành cho anh em tài xế lấy nó cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm anh chị. Tại vì thứ nhất tài xế chạy đường dài là anh em có kinh nghiệm chạy. Rồi anh em kinh nghiệm chạy là trong bảng và ngoài bảng, những cái cung đường anh em đi hàng ngày là anh em có kinh nghiệm. Còn quý anh chị lâu lâu năm thở bì thì mới đi một lần á, em hứa khẳng định với anh chị luôn, riêng quốc lộ 20 mà cô chú anh chị nào lần đầu tiên đi không bị tốc độ em chặt cái đầu cho ngồi luôn. Lứng lên trong tuyến tốc độ mà không bị em chặt cái đầu cho ngồi luôn. Còn nếu mà anh chị không tin thì cứ thử một lần đi rồi sẽ biết là từ 3 triệu hay là 7 triệu hay là 10 triệu nhé. Vâng, xin chào cô chú và anh chị, hẹn gặp lại một video sau.